nhân của nước để ra của nước mình. Thế còn con chỉ có một cái điều nó hơi cá nhân một chút là con thích đa đảng, tức là giống như cái quốc gia Mỹ nhưng mà vẫn còn cộng sản để họ cạnh tranh lành mạnh chính trị. Đơn giản của con là cái sở ước mơ thôi chứ không có mang tính chất là bây giờ chú bây giờ nghĩ cho con chú dễ nghĩ con tự sự đa đảng. Dạ, chứ còn con không có đòi nữa gì cả. Vâng. À, không đồng ý, nhưng mà có nghĩa là con chú giải thích con đệ đảng. Nước Mỹ ngày xưa nó một cách khác thống trị cả thế giới và lấy cái chiêu bài đa đảng, đa nguyên, dân chủ, tự do, công bằng, quá cái. Nhưng rồi cách đây khoảng một năm trời, hình như chú Phan có nhớ anh nói một cái điều là sau khi mà dịch Covid ấy, khi mà nó bị hành quả nặng nước Mỹ ấy, nó sẽ lột ra từ mảng, từ phần, và mình mới thấy được cái điều đa đảng của nước Mỹ như thế nào. Và những ngày gần đây thì mình mới thấy cái điều đa đảng đó. Nói một cách ngắn gọn cho con hiểu rằng đa đảng là gì? Đa đảng là hợp thức hóa những cái thành phần tham nhũng, đơn giản vậy thôi. Và bởi vì sao? Ở đây tất cả các nghị viên, các thượng nghị sĩ, các phe phái dân chủ, bố cho phép con hỏi khách mời chút xíu được không bố? Rồi con nói đi. Con ok rồi. Bạn cứ hỏi đi. Xin chào bạn. Thì qua cái sự chia sẻ của bạn đó thì cái quan điểm cá nhân của bạn đó thì thật sự thì mình cũng tôn trọng thôi, bởi vì chúng ta mà vấn đề là được tự do biểu coi như là biểu đạt cái nguyện vọng cá nhân, đúng không ạ? Thì theo cái nguyện vọng của bạn đó, bạn muốn Việt Nam có đa đảng đó, thì cá nhân bạn có cái đường hướng nào để bạn đạt được điều đó hay không, hoặc là đa đảng thì theo bạn á, đa đảng á, thì sẽ người dân sẽ được những gì so với cái cuộc sống hiện tại? Ok. Và quan trọng nhất nhất là cái đường hướng của bạn á, là bạn sẽ làm gì để đạt được điều đó. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn và xin trả lời luôn cho chú Cầm nghe và anh chú Phan và bạn nghe và tất cả mọi người diễn đàn nghe. Đây là một cái gọi là một ước mơ và nhu cầu thôi của một người xuất phát từ cá nhân với tư duy độc lập mà không hề bị chi phối bất cứ bởi một tổ chức, hội nhóm, đảng phái. Rồi đúng rồi, nãy giờ không ai nói bạn là bị tác động gì cả. Tôi nói là tôi tôn trọng cái biểu đạt cá nhân của bạn mà. Tức là nãy giờ chúng ta trao đổi trên tinh thần là cá nhân á. Bạn hình dung chưa? Đúng, cái tinh thần cá nhân. Rồi ok. Thế còn cái câu hỏi của bạn là làm thế nào á, thì mình thật sự mà nói á, là có hai yếu tố để làm nên Việt Nam có đa đảng. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam cho phép khi họ cảm thấy đến thời cơ lúc này người dân muốn và Đảng Cộng sản Việt Nam muốn, đó là hai bên. Người dân muốn nhiều lên, chẳng hạn như một mình tôi có thể là 1-2 vài người, 1.000 người, kể cả 5 triệu người cũng chưa đạt, bởi vì ít nhất phải đa số thắng thiểu số. Ok, mình ví dụ như cũng trong bỏ phiếu thôi. Ví dụ như nước mình là có 70 triệu dân thì phải có 36 triệu, còn 34 triệu đó là với về phía người dân. Còn về phía Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ phải tuyên bố có đương hẳn hoi rồi, okay. Báo chí mình đồng ý cái đó, nhưng mà bây giờ là ý mình hỏi cái vấn đề chính á, bạn có đường hướng nào để bạn đạt được gọi là cái đường hướng của bạn á, mong muốn được đa đảng đó, đúng không? Như bạn vừa nói đó, thì bạn phải làm như thế nào để bạn lấy được cái đa số đồng ý của người dân? Bạn làm cái gì để mình, đúng không, để lại gọi đa số lấy? Bạn làm cái gì? Mình trả lời cho bạn này, đây là một cái ước mơ của cá nhân mình thôi. Ước mơ bạn thôi, đúng rồi, ok. Ok, chính xác. Chứ còn thì không, tại vì một con én làm. Đó, bạn mâu thuẫn, tức là bạn mâu thuẫn. Bạn không có lập trường và bạn không có lý tưởng, đúng không? Đúng không? Bởi vì hồi nãy ngay từ đầu bạn nói bạn mong muốn, bạn ước mơ, và mình đã mong muốn, mình ước mơ thì mình phải bằng cái gì đó để mình đạt được, mình thực hiện hóa ước mơ của mình, đồng ý không? Mà muốn thực hiện hóa ước mơ của mình á, thì mình phải có cái đường hướng, cái gọi là cái kế sách hay là cái phương hướng nào đó nó cụ thể, để đến một ngày nào đó giống như một cái kế hoạch dài hạn, đúng không? Thì bạn phải show ra cái điều đó, chứ còn mà nó không như vậy thì mình thấy nó có vấn đề gì thôi là lạ. Mình xin chia sẻ cá nhân này, là mình đã nói là cái ước mơ dù khó để không thực hiện. Rồi. Chứ không cứ phải là ước mơ là thực hiện. Ta hiểu ý mình không? Ta hiểu. Ok, bạn nói vậy. Chú Cầm là chủ viên gà. Chú Cầm sẽ trả lời cho con một cách thực sự là cặn kẽ. Ok. Khi anh muốn đa đảng, ngay tại thời điểm này đất nước Việt Nam là một
một đảng. Còn đồng ý chú nói điều đó không? Dạ đúng, chính xác luôn ạ. Thế thì con có hiểu chữ đối trọng là cái gì không? Đối trọng có nghĩa là, bây giờ chú nói cho con nghe nha, bắt đầu năm 1930 mấy rồi, Đảng Việt Nam Cộng sản đã thành lập rồi, và trải dài cái chiều dài lịch sử tới bây giờ năm 2022 là bao nhiêu năm rồi con biết không? Gần 100 năm rồi, đúng chưa? Tất cả những cái điều đó, và người ta giành được độc lập, hai miền Nam Bắc xung họp, cái điều đó là một điều quá tuyệt vời đối với người dân miền Nam. Bây giờ bố chú muốn hỏi con điều, con lấy cái đảng phái nào để làm đối trọng? Đối trọng có nghĩa là một, thường thường tôi gọi đối trọng là kẻ tám cân thì người nửa lạng. Con lấy một cái đảng phái nào, con lấy cái tiêu chí gì, con lấy một cái gì đó mà để đối trọng với lại cái người dựa trên thì dựa trên đó thì con mới đi, con mới tranh giành người ta được chứ. Dạ bây giờ ý vào cho con hỏi ngay đấy, ý thưa quan là hỏi giống ý cần đấy. Dạ cho con trả lời từ câu hỏi rồi trả lời dạ, rồi dạ, dạ con trả lời câu hỏi của chú. Nó thật sự cái này chỉ là ước mơ của cá nhân con, cho nên là câu hỏi của chú nó hơi quá tầm hiểu biết của con. Quá tầm đúng rồi, Việt Nam quá tầm, quá tầm Đảng Cộng sản Việt Nam thì thôi là một quá tầm đúng rồi, quá tầm thì ta khóa bỏ đúng rồi, không nói nữa đúng không? Đúng một câu là bởi vì chỗ này nè, bởi vì chỗ này ngay từ thời điểm bây giờ chẳng có một cái đảng phái nào qua cái Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Biết tại sao không? Là bởi vì ở đây người ta có công nè, dựng nước nè, xây dựng nè, sum họp các cái rồi. Lấy cái gì để mà làm được cái điều đó được? Đúng rồi, anh cảm ơn đúng rồi. Không có gì cả thì dạ. Mày nín nín đi, yên phận dạ, làm công ngày bữa. Mày làm phụ hồ không đủ, tao cho tiền thêm. Ok, bỏ cái tư tưởng đi. Ok rồi, anh cần tới mày cho em tham gia tí, cho em tham gia tí. Bây giờ anh nói em đa đảng như ai này, ý thưa quan anh hỏi em là em thích đa đảng không? Nên là em không đối lập, nhưng mà em không đối lập Đảng Cộng sản. Anh chắc xin thưa quan à. Không à, ba em là đảng viên Đảng Cộng sản, em đối lập là anh hiểu. Mà quan trọng ở chỗ là từ hồi xưa tới bây giờ tôi mới bị mù mờ ở chỗ đa đảng là phải tốt hơn, đa đảng nó sẽ có cạnh tranh hơn. Nhưng mày làm chết mẹ, từ hồi xưa giờ thằng Mỹ đa đảng đó, nó đâu có làm mẹ gì đâu. Tuy vô là ăn cướp, ăn bóc, xâm chiếm các cái, ta không muốn nói chuyện đó. Mà ta biết nói ngay bây giờ nè, tại vì hiểu bây giờ nè, Donald Trump hiện giờ đang bị, mày phải lột trần cái bộ mặt của cái xã hội Mỹ. Hiện giờ đa đảng Mỹ là gì? Phe phái họ lợi ích nhóm, buôn bán là cổ, nói chung là tất tần tật nó phơi bày hết. Mày thấy có cái gì đẹp không mà mày đòi ra lẽ? Dạ không ạ, con chỉ nói lại mà nhắc lại chú một lần nữa, con không có đòi ạ. À, con chỉ là cái ước mơ và mong muốn thôi mà. Là mình hiểu. Con xin phép bố. Ok, thì nói chung chốt lại là bạn khách mời, bạn chị bạn muốn ra đảng nhưng mà chỉ là trong cái ước mơ của bạn thôi. Đúng không? Okay. Đúng. Chứ còn đúng. Còn cụ thể làm như thế nào thì bạn không biết. Đó là không biết. Tận đáy lòng của bạn á. À, tận đáy lòng của bạn là bạn cứ ước mơ, bạn cứ mong muốn như vậy, đúng không? Thì ở đây mình góp ý với bạn thế này nè, góp ý rất chân thành. Ok. Góp ý rất chân thành. Okay. Thì bạn nên nghe xem, coi như là mình nên chỉnh đốn lại đi. Bởi vì á, rồi, cái ước mơ của bạn á, là mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài á, thì nó thành cái gì bạn biết không? Là nó thành ra là rải truyền đơn online. Giống như là những cái thằng mà gọi đi phát tờ rơi ngoài đường á, nó chỉ biết phát tờ rơi thôi, nó không cần biết cái nội dung trong tờ rơi nó đang biểu đạt điều gì, nó đang đem đến điều gì cho người dân cầm cái tờ rơi đó lên. Bạn đồng ý với mình không? Đó, cho nên bạn phải xem lại. Bây giờ một là bạn đã quyết tâm bạn muốn theo đa đảng thì bạn phải đi học thầy hay theo tham gia cái tổ chức nào đó. Phải có đường hướng cụ thể đàng hoàng và quyết tâm làm cho bằng được. Đúng không? Còn không thì nếu bạn mình nói với bạn đó thì bạn đừng có vậy. là mang cái thiệt vào thân bạn lần nữa đó. Không, không có hề quậy. Đây này. Ta vẫn mến anh chàng này. Ta vẫn mến anh chàng này. Anh chàng này rất là trực tính và nói thẳng cái điều anh muốn. Nhưng mà có điều ảnh là mình có thể là mình chú thì 70 rồi, chú không cần phải nói nhiều. Nhưng mà chú muốn nói cái điều này, cái gì chú đi trước và chú thẩm thấu được thì chú nói lại cho con nghe. Còn câu chuyện con nghe hay là không nghe cảm ơn chú của con.
nhưng mà cảm ơn chú thích con, chú thích con ở chỗ trực tính, có nghĩa là có thể tao mai tao về Sài Gòn rồi bữa nay tao ở Đông Bắc, có thể tao gặp mặt mày chú cà phê, tao rất thích mày, ok đó. Dạ, ok để anh xuống cho chung lên chung ạ. Không có điều của con thì con chỉ lên đây là nói cơ quan ngồi đây anh nói chung đi, không có tính chất cần phải nói chung đi tuyên truyền hay kêu rồi từ từ ai cũng có phần cả. Chú Phan nói thôi mà đâu có giành giật gì đâu. Em ra đã cho anh nói một chút này. Dạ, bây giờ cái câu hỏi anh cầm em đang nghe cho anh cho nói chút nha. Dạ nghe nói. Bây giờ anh nói em nghe này, tức là anh nhân tiện em lên thì anh cầm em cơ quan là hỏi em câu đó, đó là để dành cho những người mà đang thích Đà Nẵng nhưng không phải dành cho mình em. Em phải hiểu cái ý tôi là gì vậy, anh nên biết chính xác không em? Tức là em dành cho những người nói câu như em không phải dành mình em. Dạ. Tức là ý cơ quan nói là các bạn thích Đà Nẵng thì có đảng nào đó song song với Đảng Cộng sản để cho đất nước tốt hơn thì các bạn có ước mơ thì các bạn phải có một cái đường hướng nào, đường hướng, có một chương trình hoạt động nào, có cái đảng nào cương lĩnh, đúng rồi, cương lĩnh đó, tiêu chí, đúng rồi, viên, nhân dân ủng hộ các cái thì anh lấy cái tiêu chí gì anh đi kinh địch lại người ta đấy, ý anh là cơ quan với anh cầm cái đó thì anh cầm lên cho nói đi, anh cầm lên nói về rồi cho em biết rồi thì ý anh cầm với em thưa quang nói là các em mà thích thì các em phải có tiêu chí, phải có quy trình hoạt động của một cái đảng ABC nào đó. Chứ giờ mình cứ nói vậy khi ai chất vấn cái là mình không trả lời được là nó trở nên kịch cấm, nó trở nên nhàm. Thì riêng em thì anh biết là em trả lời của nó rất là khôn, em nói là anh cầm em thưa quang hỏi câu quá sức với em không trả lời được. Đấy, thì cái đó là em nói thì anh nghe thì trong bụng như nào anh không biết, nhưng mà anh em trả lời câu hơi khôn có nghe là em chỉ thích thôi, chứ giờ hỏi câu quá sức là em không nói, mà đã thích thì phải có đường hướng, ít nhiều phải có nhưng em đấu thôi. Vấn đề đó. Đúng rồi. Em hỏi đó là em trốn qua trong mấy câu em trả lời câu là quá trước em là em trốn rồi. Chứ là anh cũng nói em nghe, mình đã muốn qua ra đảng thì mình phải có cái đảng ABC là đó, cái lá cờ là màu gì, tiêu chí của đảng là màu gì, đảng đó là phải thật là thân thiết với Đảng Cộng sản, phải thật là quay Đảng Cộng sản như một chiến công của Đảng Cộng sản như chiến công của đảng mình. Ví dụ vậy. Không. Ví dụ đảng không đòi đảng là không cần điều đó, đối lập luôn cũng được nữa. Hoặc là anh cầm lên hết à? Hoặc là cái đảng đó lên phải đối lập kịch liệt với Đảng Cộng sản, coi những việc làm của Đảng Cộng sản là sai trái. Ví dụ vậy, đấy là tiêu chí đó. Thì tôi em nên phải chấn như vậy, nên phải lên chấn vấn, đúng rồi. Chứ là anh thấy này, anh thấy làm ra đảng đi như bàn lành mà làm nó cực đoan lắm, cực đoan quá. Thế thì như cái chú cầm nói với lại anh Chu Phan nói thì thực sự em vẫn chia sẻ, em chỉ là một người dân nhỏ nhoi nói lên ước muôn thôi. Còn những cái việc như anh nói là những người họ lập đảng thì họ mới cần hiểu biết những cái đó. Anh Chu Phan hiểu ý em nói không? Chú cầm hiểu ý con nói không ạ? Anh hiểu. Nhưng mà em có tiêu chí rõ ràng. Ví dụ em không thích ra đảng, cái đảng nào đó lên là phải song song với Đảng Cộng sản, giống như Đảng Cộng hòa và Dân chủ đó. Đúng, không được pháp đúng rồi. Bây giờ cho anh nói thứ nhất đó, theo em nghĩ này là cho chú cầm cho con nói một hai phút à, một phút rồi. Thì với con á là cái đảng anh nào muốn lập đảng lên ít nhất phải có tầm là một được Đảng Cộng sản cho phép là một, hai là người dân đồng ý, con hiểu cái điều đó chứ con không phải không hiểu, chú hiểu không? Chẳng qua là con nói giấc mơ trong này với chú thôi, và chú nếu mà anh chị em cộng sản thấy có gì đó cứ hỏi con, mà con nói rất thật từ tấm lòng của con là như vậy, ok đơn giản rồi, okay. Con không phải là người làm chính trị hoặc con đòi cái nọ đòi cái kia, con vẫn đây anh Chu Phan biết mà, con vẫn chấp nhận, không phải chấp nhận mà vẫn gì công nhận không thể nào là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ ngày thành lập năm 1930 đến ngày nay. Tất cả những thành quả đó mọi người đều nhìn thấy, các quốc gia trên thế giới đều nhìn thấy chứ không phải không. Tại sao con mới nói là những tụi hải ngoại cực đoan mà chống cộng đối với con thì con phải lên phản biện với họ thôi. Còn đây là chú con lên chia sẻ chứ không có gì phản biện. Chú phải không, hiểu con tốt thôi. Ok. Tốt, dạ. Tốt, không có gì cả phần này. Nhưng với, có điều với con là như vậy. Con chỉ nghe thôi. Nhưng mà con cái, bây giờ chú chỉ thích con một chút xíu nữa nè. Con cái hiểu rồi. Bắt đầu từ năm 1945, bà cái ngày mà chia đôi đất nước thì ở trong năm tư ạ. Nó rất năm nhiều người, rất nhiều đa đảng. Mày hiểu tôi nói không? Chứ nó không phải là không có, dạ, nhưng có, mà biết không rồi, có đảng, không có đảng nào sống được cả, và chỉ duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản thôi. Lý do tại sao thì con đâu biết rồi, là được nhân dân dạ ủng hộ. Con đồng ý được điều đó không? Bởi vì nhân dân đúng ủng chứ hộ thì đúng người ta dạ mới sống được, đúng không? Thì bây giờ thế nếu thì mà cạnh tranh dạ, thế thì cạnh tranh dạ cái điều đó, con phải làm một cái tiêu chí gì đó mà được dạ người dân ủng hộ giống như Đảng Cộng sản vậy, thì dạ con mới được thành đảng đối lập, đúng không? Và thứ nhất rồi, thứ hai nữa thì chú muốn nói có điều này nè, chú không ở nước ngoài, chú không sống ở Việt Nam, chú hiểu cái đa đảng của nước Mỹ như thế nào,
Con hiểu chú nói chưa? Thì dạ, có một cái like chú đã nói rồi. Cái sự dân chủ, tự do dân chủ, nhân quyền của nước Mỹ nó đến một cái lúc nó bão hòa, nó không còn phát triển được nữa. Hiểu chưa? Vâng, bây giờ trước khi xuống cho con nói đôi lời này. Con cũng mong là chú về Việt Nam, thế rồi chú cũng quay những clip hoặc là những cái video để có cho cuộc sống người dân ở Việt Nam họ vẫn bình yên làm ăn và lo cho cuộc sống tương lai của họ. Nhiều cho con, nhiều cho con. Dạ, dạ, vâng, để cho cái lũ hải ngoại cực đoan đó, nó bớt xàm xí đi, rồi nó cứ kêu gọi người dân lật đổ rồi thế nọ thế kia, thì theo con là chúng nó ảo tưởng, ảo vọng, rồi chúng nó sẽ chết trong cái sự là ảo vọng điên cuồng thôi. Con chỉ muốn là như vậy thôi. Ok. Thôi ok, cảm ơn rất là nhiều ha. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Từ bố Cầm ơi, con chào bố Cầm, chào anh chú Phan, chào anh khách mời. Rồi, anh khách mời nán lại một chút cho em. Ý là okay, em nghe anh chia sẻ, anh chia sẻ thì em thấy có những cái nó cũng rất là thú vị, thì em muốn tham khảo thêm ý kiến của anh một chút có được không ạ? Anh ở lại được. Ok. Không ạ? Rất vui lòng với người bạn. Chơi đi, em ngồi chơi, người có nói gì em đâu. Cái gì em? Dạ rồi. Cái đầu tiên mà em nghe anh chia sẻ thì em có muốn một chút cái này, em thắc mắc này. Thì anh theo anh á, là trước đây Việt Nam đã có đa đảng chưa ạ? Trước đây có. Có, mãi đến năm 88 mới đảng Dân Chủ với đảng Xã Hội là giải thể cuối cùng. Không trước đó nữa. Trước đó nữa là Việt Nam vẫn có đa đảng. Có chứ. Kể cả ngoài Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có, mà trong Việt Nam Cộng Hòa cũng có. Có luôn, có hết. Có. Đúng. Dạ, rồi. Rồi cái thứ hai đó là theo anh nghĩ lý do tại làm sao trước đây có nhiều đảng như vậy mà sau này lại hợp nhất lại thành một đảng duy nhất, nó xuất phát từ yếu tố nào, nguyên nhân nào, lý do nào, hay là vì cái lý do nào đó, hoặc là cái sâu xa, cái bản chất, cái hình thức nào đó để mà bắt buộc, có thể nói là bắt buộc người ta phải hợp nhất các cái đảng lại với nhau? Theo cá nhân của mình suy nghĩ thì lúc đó là có đa đảng, nhưng mà theo mình nghĩ cá nhân thôi, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam mình cứ gọi là họ có kinh nghiệm lãnh đạo. Lúc đó chưa có Đảng Cộng sản anh, lúc đó chưa có Đảng Cộng sản Việt Nam. Có anh. Rồi chứ. Có rồi, bạn nói năm nào? Bạn nói năm nào với mình ấy để mình còn biết cụ thể. Trước năm 1933. Trước ngày mùng 3 tháng 2, trước ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930. Đâu có trước thời điểm. Vẫn có đảng. Có cái đảng. Có cái đảng khác thôi, còn Đảng Cộng sản Việt Nam là chính thức là thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930. Đúng rồi, 1930 là có. Đúng rồi. Nhưng mà em đang hỏi ở đây đó là trước ngày 3 tháng 2 năm 1930 thì Việt Nam đã có đa đảng chưa, và tại sao đó? Cái đó thì thật tại sao người ta lại hợp nhất lại ạ? Dạ, cái đó thì này. Mình không biết. Mình không biết. Dạ, để. Trước ngày 3 tháng 2 năm 1930 thì ở Việt Nam có không phải là nhờ là ít và nhiều đảng, trong đó có ba cái đảng chính, đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Thế nhưng xuất phát từ yếu tố nào để người ta phải hợp nhất lại tổ chức đảng? Thì cái đầu tiên theo em đánh giá và nhìn nhận của thế hệ trẻ bọn em đó thì là gì ạ? Nếu không có sự đoàn kết đó, không có sự nhất trí đó, không có cái sự mà gọi là bỏ đi cái tư duy cá nhân, đúng không ạ? Thì chắc chắn là không thể hợp nhất. Và nếu không thể hợp nhất thì không có Đảng Cộng sản. Mà không có Đảng Cộng sản thì chắc chắn không có ngày hôm nay. Dạ. Rồi câu hỏi tiếp theo em muốn chia sẻ cùng anh. Rồi. Thì theo anh á, đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập là gì? Mình có thể bạn hỏi đa nguyên gì, đa đảng gì? Rồi, em chỉ hỏi ngắn gọn như này. Theo anh nghĩ đó, rồi, đa đảng đối lập là gì? Đối lập là đối lập cái gì? Nếu mà bạn hỏi về mình khái niệm đa đảng thì mình chỉ biết là về khái niệm đa đảng, tức là nói đơn giản nhất. Trời là ơi nhiều. Trời. Đa là nhiều, đảng là nhiều, đa là nhiều. Con không hiểu là chữ đối lập hả? Trời. À đối lập. Có nghĩa em biết rồi, đa đảng là nhiều đảng, thế nhưng mà đa đảng đối lập á, thì theo anh nghĩ đa đảng đối lập là như thế nào, gọi là đa đảng đối lập? Mình chỉ ví dụ nha, bây giờ em ví dụ như này cho anh dễ hiểu này. Theo anh nghĩ là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ở Mỹ người ta có đối lập không? Có chứ, phải đối lập chứ. Đối lập về cái gì ạ? Đối lập là ví dụ như về đường lối chính sách hay chủ trương gì đó, nó hoàn toàn không chắc là giống nhau. Tức là cái sự chí hướng, ví dụ như cái đường đi của họ, của các chính trị gia của Đảng Cộng Hòa nó khác với Đảng Dân Chủ chứ.
Mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái ý là rồi cái đường đi của họ, nhưng cái kết cuối cùng á, cái kết quả cuối cùng á, ý em đang hỏi là cái kết quả cuối cùng người ta đa đảng đối lập thì cái kết quả cuối cùng nó phục vụ cho cái lợi cho ích ai? Của ai? À, rồi rồi. Tức là khi mà đa đảng như thế, đối lập như vậy thì mục cái lợi ích cuối cùng thì vẫn là đem lại cho nước Mỹ, cho những người dân ở nước Mỹ, mặc dù họ ủng hộ cho đảng nào thì cũng đều có lợi trong đó cả. Tuy rằng có phải điều ok. Ừ, anh chia sẻ như vậy đó thì theo em nghĩ nó lại như thế này. Nếu mà nói đa đảng đối lập á, đã nói về đối lập thì không phải là đối lập về đường lối chính sách hay là cái gì cả. Mà đối lập ở đây nó phải đối lập gì? Hệ tư tưởng. Chính trị. Hệ tư tưởng của cái đảng đó. Ví dụ đảng Cộng sản và đảng Dân chủ thì nó mới gọi là đa đảng đối lập. Đúng rồi. Chứ còn hệ tư tưởng của Dân chủ và Cộng hòa là nó như nhau. Anh hiểu như không? Nhau thì nó như nhau. Rồi, đúng ok. Thế thì anh hiểu thế nào về cái hệ quả xã hội điển hình 99 và 1% ở Mỹ? Thực sự thì bạn cũng thông cảm vì mình đang ở Việt Nam mà mình có biết gì về Mỹ nhiều đâu, cho nên bạn hỏi. Rồi ok. Rồi bây không giờ trả lời được, chứ còn mình không trả lời được. Anh không trả lời cũng nhất trí thôi. Thì em cũng ok. Thì theo như anh nghĩ đó, ở Mỹ bây giờ hiện nay đó có nhiều đảng, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì trong đó nó có khoảng bao nhiêu đảng chính và tại sao bao nhiêu năm qua đều là đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa người ta nắm quyền chi phối nước Mỹ? Và em nhắc lại nha, đa đảng đối lập không có nghĩa là gì? Không có nghĩa là cứ anh đưa ra cái chính sách này tôi bác bỏ chính sách đó, nó là đối lập. Được chưa? Đa đảng đối lập nó phải đối lập về hệ tư tưởng, về hệ chính trị. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó gọi là đối lập. Đúng rồi. Đương nhiên là đảng khác thì đương nhiên là phải, tại sao nó là đảng, đảng là cùng những người, một nhóm người có cùng chí hướng thì đương nhiên đảng Dân chủ. Rồi ok rồi, em hiểu ý đó, nhưng mà hoàn toàn khác với theo như em tìm hiểu đó. Theo như em tìm hiểu đó, đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa ở Mỹ nó có khoảng 7 cái đảng chính. Đảng Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, Tự do, Đảng Xanh Hoa Kỳ, Đảng Hiến pháp, Đảng Cộng sản. Thế lý do tại làm sao đó? Chỉ có đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa người ta nắm quyền bao nhiêu năm nay? Mà trong khi đó nếu mà nói về hệ tư tưởng, người ta đều là hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Thì mình nghĩ là đảng phái nào thì cũng là do người dân họ bầu mà họ được tín nhiệm của người dân, thành ra là hai cái đảng đó là đảng chính, đảng lớn mà thay nhau cầm rồi. Thế còn những đảng kia thì nhỏ hơn. Ok. Rồi ok. Nếu vậy thì anh nghĩ thế nào về các cái cuộc bầu cử gần đây ở Mỹ, nếu mà tính vào đầu phiếu phổ thông á thì sẽ là do bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ nắm cương vị tổng thống. Thế nhưng mà đầu phiếu phổ thông thì cao hơn. Nhưng mà đến khi mà bỏ phiếu cử tri đoàn thì lại là thất bại. Thì anh nghĩ như thế nào về hình thức đó? Thì nói thật sự với bạn về chính trị Mỹ mình cũng hơi kém, cho nên là cái câu gì mà câu nào mình biết thì rồi là, ok, nếu là học hào thì nếu vậy nên. Thì em sẽ đi về cái ở Việt Nam mình, ở Việt Nam chúng ta. Ok. Ok. Anh có một cái ước mơ, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng để thực hiện ước mơ đó thì anh cần phải có những cái gì? Thì mình trả lời lại một lần nữa, mình chỉ là một cá nhân, một người công dân nhỏ bé của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên là cái ước đã gọi là ước giấc mơ thì mình chỉ có ôm ấp cho một mình biết, có thể nói cho vài người biết, một số người biết. Ngoài cái đó ra không có một cái mục đích gì mà để thành lập đảng, phải lôi kéo, phải nêu những được cương lĩnh đường lối chính sách gì cả. Bạn hết sức thông cảm cho mình điều đó, ok? Ok, tức nghĩa là nói như vậy. Rồi thì ok, anh trả lời như vậy là em rất là hiểu. Không nghĩa là ước mơ nó cũng chỉ là ước mơ thôi, đúng không? Đúng, đúng. Chứ còn đúng. Thực tế ra mà nói đó, thực tế ra mà nói có như thế này có. Thì em trao đổi theo ý cái quan điểm không anh. Cái này chúng ta không thể nói là không thể có bởi vì tương lai chưa biết trước điều gì. Thế nhưng mà em trao đổi cái quan điểm cá nhân em suy nghĩ là như thế này. Cái thực tế mà nói đó, chúng ta xuất phát từ cái giai đoạn đầu tiên của cái hình thành cái của cái Đảng Cộng sản ngày hôm nay đó, là xuất thân của người ta không phải là Đảng Cộng sản và cũng không phải là giai đoạn đó Việt Nam không có đa đảng. Thế nhưng vì một mục tiêu, vì một lý tưởng, đúng không ạ? Vì một mục đích, đúng. Người ta đã thống nhất lại với nhau bằng những cái đầu gì? Bằng cái đầu đối lập. Người ta ngồi lại, người ta thống nhất với nhau từ những cái giai đoạn đó đến ngày hôm nay với có Đảng Cộng sản năm 1930. Thì bây giờ cái nhu cầu thực tế hiện nay đó, đòi hỏi cấp thiết hiện nay để cho Việt Nam phát triển có cần đa đảng không? Đúng không ạ? Chúng ta nhìn sang các nước Myanmar 92 đảng, hơn 92 đảng. Tại sao nó vẫn thế? Các nước, rất nhiều nước khác đa đảng, châu Phi cũng đa đảng. Tại sao người ta vẫn cứ như vậy? Thì chúng ta phải nhìn vào thực tế đa đảng mang lại cho người dân Việt Nam cái gì?
chúng ta chưa kể là về văn hóa, phong tục, tập quán, rồi là pháp luật, hệ thống pháp luật của chúng ta khác nhau. Chúng ta không thể áp dụng lấy một xã hội khác để làm tiêu chí áp dụng vào xã hội của đất nước Việt Nam chúng ta được. Nếu như chúng ta mà áp dụng như vậy đó, thì chúng ta đã như châu Phi rồi. Cần gì các anh, các chú, các bố, các bác, các ông phải hy sinh đổ máu, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ làm cha nó nô lệ cho Pháp từ những năm 1958 đến bây giờ đi. Thì chúng ta cần gì phải hợp nhất các đảng, cần gì phải đứng dậy lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, chủ quyền toàn vẹn, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, đúng không ạ? Đúng. Nó có nhiều yếu tố nó tác động. Bây giờ một trong những yếu tố quan trọng đó là gì? Anh thử bao giờ anh ngồi anh thử nhẩm lại thôi. Tỷ lệ bao nhiêu bây giờ, bao nhiêu người ủng hộ Việt Nam đa đảng? Và những người ủng hộ Việt Nam đa đảng với mục đích gì? Cái quan trọng là mục đích gì? Đúng không ạ? Chứ còn em nói thật với anh này, đừng có nói là tôi muốn đa đảng là vì cho người dân Việt Nam. Mình trả lời câu hỏi kia để mình xuống. Anh No. Anh nghe em này. Anh mình nói lại anh trả lời em. Không, mình để em nói hết này. Khổ quá, từ nãy giờ mình nói là cá nhân của riêng mình và mình không phải là mình muốn cho Việt Nam. Bạn nghe mình hiểu rõ ý của mình chưa? Tức là với cá nhân mình thôi, mà có bao giờ mình nói là muốn cho Việt Nam đâu, mình chưa bao giờ nói là cho Việt Nam cho người khác. Bởi vì họ đã muốn đâu mà mình đã đi muốn dùm họ. Bạn hiểu ý của mình không ạ? Hiểu. Thì bây giờ em đang đặt ra một cái câu hỏi đó là có bao giờ anh nhẩm lại xem tỷ lệ bao nhiêu người muốn Việt Nam đa đảng? Và Việt Nam đa đảng, những người muốn nó là mục đích gì? Tỷ lệ thì theo mình như này, hiện nay là có khoảng 10 người với 100 triệu dân, mới có 10 người thôi. Ok, đó là bạn, mình trả lời thật sự với bạn rồi. Ok. Có gì đâu, anh theo em nghĩ đó, theo em nghĩ là cái tỷ lệ người muốn ở Việt Nam đa đảng á, ở trong nước á, chắc chắn là hơn 10 người. Trung ơi, chứ không anh khoảng cho tầm anh cho kia như câu câu comment cái này mình chốt để em trao đổi hết cái này này. Để em trao đổi hết cái này. Có nghĩa là như này, cái muốn nói gì thì nói. Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam người ta không tốt ạ, được chưa? Thì chắc chắn không phải riêng cá nhân anh, mà thậm chí là 97 triệu dân này người ta sẽ không đồng ý. Đúng rồi. Khi người ta đang giữ vai trò lãnh đạo, được chưa? Và đang được nhân dân ủng hộ đó, thì với cái mong muốn ước mơ của anh đó, thì nó có phù hợp với tình hình thực tiễn không? Không phù hợp. Nó có phù hợp với tình hình thực tiễn không ạ? Đúng, không phù hợp. Bởi vì mình chỉ là một cá nhân 10 người mà 20 người làm sao mà trong khi còn 90 mấy triệu dân, cái đó mình hiểu chứ. À, nếu vậy là mong muốn của anh nó không phù hợp, thế thử hỏi anh vẫn tiếp tục nuôi cái mong muốn đó đó, thì liệu nó đạt được cái gì không? Mà khi nói bạn này, cái này chỉ mình là muốn ôm vào lòng, còn hàng ngày mình vẫn là một người công dân thực hiện tốt, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp luật của nhà nước, hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đề ra. Ok, mình vẫn làm ăn bình thường, nhà mình có nhà cao cửa rộng, có vợ con đàng hoàng, chứ không phải là một người mà cầu bơ cầu bất mãn xã hội để mong muốn những cái điều mà không có một cái thể chế mà gọi là ngồi không mà có ăn thì mình không bao giờ mơ. Ok, thế mà ở trên mạng này rất là nhiều đứa rồi. Ok, cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Xin chào, cảm ơn chú đã cho con lên. Xin chào mọi người. Vâng, chào anh. Cuối tuần vui vẻ. Cũng hy vọng là qua cái cuộc trao đổi hôm nay em học hỏi được của anh. Vâng, học hỏi anh rất là nhiều. Thực tế là mà nói bố cầm ạ, và anh chú Phan là anh ấy xuống rồi. Thế nhưng mà ở đây á thì con thì suy nghĩ thế này thôi. Không riêng gì cá nhân anh này, hay là cá nhân con, hay là bố cầm hay ai cả. Kể cả là đến Tổng thống Mỹ, được chưa ạ, sang Việt Nam thì cũng tuân thủ cái hiến pháp pháp luật Việt Nam. Có khác người dân bình thường, đó là có quyền miễn trừ thôi, được chưa ạ, có quyền miễn trừ thôi, được hưởng cái quyền miễn trừ đó, chứ còn ngoài ra đó không ai có thể đứng trên hiến pháp và pháp luật, bất kể một công dân nào, được chưa ạ. Thế nên là chúng ta sống ở đâu chúng ta phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật ở đó. Đấy, đúng rồi, nói chúng ta không thể nói là chúng ta sống ngoài vòng pháp luật thì không có. Thế nhưng mà ở đây muốn nói là qua cái cuộc trao đổi với anh ấy, là cháu hiểu thêm cái như thế này. Cái mong muốn nó là một chuyện, đúng không ạ? Nhưng mà để đạt cái mong muốn đó thì chúng ta phải làm như thế nào thì anh cũng không nói được. Rồi và nếu mà chúng ta đạt được cái điều đó đó, khi mà chúng ta đạt được cái mong muốn chúng ta đạt được đó, thì chúng ta đem lại cái lợi ích cho ai? Đem lại lợi ích cho ai? Chúng ta đừng có nói là đem lại lợi ích cho quốc gia dân tộc nha. Bởi vì nếu mà nói với một cá nhân mà mong muốn đem lại lợi ích cho quốc gia dân tộc, nó nặng nề lắm. Gọi là chúng ta gọi là có đóng góp một phần cực kỳ nhỏ trong cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Đến dĩ nhiên là gia đình anh phát triển tốt, nó là điều tốt, nó là mô hình, là tế bào của xã hội.
nó phát triển tốt nó là cái tốt, nhưng không hẳn là gì, không hẳn là cái điều gia vậy đình này nó sẽ vậy phù hợp bác. Với gia đình khác, được chưa? Mày gửi yêu cầu tao đưa mày lên rồi. Ok, con xin phép chào bác Cẩm Anh Du Phan, chào chú Tưởng Chính Nhất nha, con xin phép xuống live một chút để cho mọi người khác lên.